Câu chuyện vĩ nhân. Bí mật của sự hưởng thụ và bình an. Trong số các hoàng tử kế thừa dòng tộc Shakya, có Arunotha là hoàng tử đẹp trai, phong nhã. Cuộc vui hàng ngày của Anuruddha đã khiến cho cậu quên mất khái niệm thời gian, không thấy rõ sự chóng tàn của những vui thú hay những bản nhạc du dương. Những niềm tin thần bí về giai cấp vua chúa cũng đã khiến cho cậu chẳng bao giờ nghĩ đến ý nghĩa và mục đích của kiếp người. Đến khi được người anh khuyên giải, cậu đã cùng 5 vị hoàng thân khác rời bỏ chốn xa hoa, hết mình tu sửa bản thân. Nhờ nỗ lực hết mình, cậu sớm trở thành bậc thiền tăng sáng suốt đức độ. Một lần, có đám tiên nữ xinh đẹp tuyệt trần rủ nhau xuống hiện trước mặt Anuruddha. Họ thay nhau khoe khoang nhiều khả năng tuyệt diệu. Chẳng hạn như, trong nháy mắt, họ có thể thay đổi màu da, mái tóc, giọng nói chỉ bằng suy nghĩ. Anuruddha muốn thử các tiên nữ là thật hay giả, nên cậu nói trong tâm tư rằng: "Vậy các nàng hãy hóa ra màu xanh đi." Thì lập tức họ hóa ra màu xanh. Cậu đổi ý nghĩ thầm: "Các tiên nữ hãy chuyển thành màu đỏ, màu vàng, màu tím." Thì họ cũng đều làm được. Chứng kiến sự thật đó, Anuruddha liền cảnh giác. Để giữ tâm hồn thanh tịnh, cậu an trú vào thiền định, không cho tâm mình tư duy bất cứ một chuyện gì cả. Cậu ngồi im như tượng. Các tiên nữ cảm thấy vô cùng sung sướng. Họ trêu ghẹo Anuruddha và ca hát, khiêu vũ rộn ràng. Thế nhưng Anuruddha vẫn ngồi im, bất động. Các tiên nữ sau một hồi không thấy cậu đoái hoài gì đến thì chán nản bỏ đi. Một hồi sau, Anuruddha đứng dậy và nghĩ về cảnh tượng vừa nãy, chẳng khác gì cuộc vui sống vương giả phóng túng trước kia của mình. Nhưng cuộc vui đó chỉ đem lại tạm bợ và thoáng qua mau. Cậu nhận ra rằng chỉ có sự siêng năng tu dưỡng những phẩm hạnh tốt mới đem đến sự bình an, thanh thản từ trong tâm bất kể hoàn cảnh sao động. Qua câu chuyện trên, chúng ta rút ra được bài học rằng hưởng thụ mang đến sự thích thú nhất thời. Khi sự hưởng thụ không được đáp ứng, sẽ nảy sinh giận dữ, đau khổ vì đã bị sự hưởng thụ chi phối. Đó là trạng thái mất tự do trong tâm. Nhận thấy được trạng thái ham mê là nhất thời, không vướng mắc, thì dần dần ta sẽ đạt được sự tự do và bình an trong tâm. Nhìn sâu vào nhân quả của câu chuyện, chúng ta thấy được gì nào? Nỗ lực vì sự hưởng thụ xa hoa, cuộc sống sung túc nhưng niềm vui không bền. Nỗ lực vì lợi ích cho xã hội, cuộc đời có giá trị, hạnh phúc và bình yên vững chãi. Chúng ta cùng ôn lại câu chuyện qua các câu hỏi tư duy sau đây nhé. Câu 1. Vì sao Anuruddha quyết định ngồi im bất động trước sự trêu chọc của các tiên nữ? Câu 2. Chuyện gì xảy ra nếu ai cũng thích hưởng thụ? Câu 3. Theo bạn, khi nào chúng ta bị mất tự do trong tâm? Các bạn thấy câu chuyện của ngày hôm nay như thế nào? Nếu bạn thấy bản thân nhận được điều gì bổ ích từ những câu chuyện này thì hãy cho chúng mình biết trong phần bình luận phía dưới nha. Nào, hãy cùng chúng mình lan tỏa bộ truyện tranh Gieo hạt cùng vĩ nhân để nhiều trẻ em trên khắp đất nước Việt Nam đều có sách hay và bổ ích để đọc các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong câu chuyện tiếp theo.